Xin chào các anh chị và các bạn, tôi Phương Tứ Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn phần tiếp theo của bài số 2 Chip An In. Bây giờ phần ngữ pháp chúng ta đã học tới phần Tan Hương Tông Sa Tông rồi. Tan Hương Sa Tông là tức là mình nói về Sa Tông Sa nè, thế là làm cho gắn một thân động từ có ý nghĩa là nó đã gọi là động từ gây là hình đoạn động từ gây khiến ha, sai khiến gây khiến sai khiến ha, làm cho khiến trai đó thực hiện hành động đó là vậy ha. Còn chúng ta bước qua từ tiếp theo chữ kê mà ha tà, chữ kê ha tà tức là đứng sau động từ tính từ, nó có nghĩa tương đương với việc là làm cho được sử dụng khi chủ ngữ thông qua lời nói hoặc phương pháp nào đó có tác động làm cho chủ thể hành động thực hiện một hành động nào đó ha. Ví dụ như mình động từ gây khiến được thể hiện ở trạng thái bằng cách kết hợp là chữ kê hà tà vào, không đây các chị các bạn thấy ha. Ví dụ như đây cách tạo lập động từ gây khiến dạng ngắn là kết hợp hậu tố là y nè, hi nè, ri nè, ki u và thân sau thân động từ và hai tính từ. Chúng ta đi vào tìm thử ip kê hà tà nè, ip kê hà tà, ip kê hà dọ, khơ kê hết sa dọ, khơ kê hết sa dọ này không, út kê heo nè, làm cho tức cười ha, đúng không? Siêu kê ha seo nè, hãy cho đội nón ha, đội nón cho làm đội nón cho cái bé đó đi. Ví dụ mình nói là mua cho lên siêu kê ha seo, đội nón cho bé đó đi, ý mình nói là vậy ha. Nhưng mình không có nói là chỉ sư tà là tự đó, một tự hành động mình làm mình đội nón lên là khác, siêu seo là mình đội nón lên, mua cho lên siêu seo là mình cầm nó kêu người đó, mình thấy người đó đeo cần cầm nó một kêu người đó xử lý xài đi thì khác ha. Cái này nó tác động cho một người thứ ba, tức là mình nói với một người nói và người mà làm hành động cho một người thứ ba, dễ hiểu gì dễ hơn ha. Ví dụ như này đó, cho nên là sao ít cơ tình nhau nè, ở đây mình là chờ đây hiếm tin kê ha xe ô hiếm tin kê he xe ô chính của cả na rin hiếm tin kê ha xe xe ô. Thế đây mình thấy nè, mà chỉ nên hắn sang là ban single to run ok heo, làm cho cười ha, làm cho các bạn trong lớp luôn luôn làm cho các bạn trong lớp cười ha, làm cho ha, làm cho các bạn ha, thấy chưa, làm cho mặc áo cho mở máy lạnh cho, ví dụ là gì ha, suke ha seo đội nón cho mình hiểu gì thì dễ hơn ha. Meo chunika nè, ai ke mucharin suke haseo, nghĩa là vậy ha. Các anh chị bạn có thể cái này quan trọng là mình phải nói, sử dụng nó nhiều thì mình có thể là thấy nó thông thạo. Các anh chị các bạn đây, ta bước qua phần tức là luyện nói là chip an in. Ở đây mình ví dụ là mình có câu là chân sô ham men sơ nè, sau khi trong quá trình là mình vệ sinh nhà cửa thì cần la chi đến ảnh heo mình chỉ cần mà anh ấy mình không có dùng cái cây lau nhà, mình dùng vải để mình lau nhà nó là sao mà mình bị mất bụi cho nên nó dơ quá nè, mình chỉ cần mà anh ấy cái này ha, mình phải lau, mình phải sao mình lấy vải mình lau nó trước và bụi nó trước nó mới sạch được. Cần lê chơi đi hiếm tin cho này nếu mà sử dụng cái vải để mình lau nhà thì quá quá là mệt thì đúng không. Thì có chút cái pháp mình bữa nay mình học rồi, chana yo là mình gì, chana yo nó có nghĩa là chẳng phải là mệt quá sao, ý là vậy, chẳng phải mệt quá sao ha. Thì có chút ngữ pháp mình đưa vô đây mình nói ha, hai cơ đinh nuka nè, mạnh tư đích chiyo nè, bê quốc nền đè sang các y anna nèo, mình đã học rồi nhưng mà không có, bây giờ không có suy nghĩ ra được đúng không, thì mình nói sao, xe chung tê hoang y mạnh tư đích chana yo, phải là ông xe trong vua xe trong nè, xe trong tê không, xe trong tê hoang là vua xe trong là sao, đã lập ra chữ đó phải không nè, không đó có chút ngữ pháp của mình học ở đây là chữ chân này họ hả hát sang xích tàng nghe nên hăng sang salami mà nên kịch cách thầy họ mà nên kịch cách thầy họ xích cáp sĩ sa chân này họ sa chân này giờ mình nói chứ rẻ quá còn gì, do mình rẻ quá gì là ai cũng lên cái ăn ha, chanh này họ Nancy ca tu
chân này ạ, tôi tóc tạ không, tôi chân này ạ, à mình sửa lại là Nasiga, tôi chân này ạ, không bố muốn em kề quê mẹ chân hoa hai chi anh này ạ, à, tại sao không điện thoại cho ba mẹ thường xuyên mỗi ngày vậy, computer ro checking ham nhận tên chân này ạ, à có thể mình chat trên bằng bằng máy tính cũng được, không cần phải điện thoại hàng ngày đâu, ý là gì à. Ở đây tiếp theo là cái mà mình thể thấy đây, ở đây mình thấy trên là Achumani à chế ga chế nhất nước kề à từ đó ổn cực cách thật sợ ổn hết chú sơ sơ hành ý đến memoro nằm kêu dồ à nào Achumani chế ga chế nhất nước kề từ đó ổn cực cách thật sợ tối nay tôi về chạy cho nên ổn hết chú sơ sơ hết chú sơ ya hành ý đến memoro năm kia rồi tôi sẽ viết lại cái note nè, chú thích chú ý, những memo là những điều ghi chú và việc phải làm hôm nay ạ à. Mình chờ bán lê ca mà nên cả bán lê ca mà nên cả ha đồ giặt thì sao nhiều cho nên sẽ tắt kia rính à. Tôn lơ chú xèo chỉ tôn tạ là sẽ tắt kia rính tôn lơ chú xèo đúng không, tôn lơ chú xèo chân số nên chạy gà hà gồ nào bác sĩ nịch anh hát sư tổ tế khỏi ở việc mà lau nhà cửa thì không cần tôi sẽ về làm à, anh hát sư tổ tế này ở sư đế kỳ thông an là sao bí quơ chú xe ở chưa bị tà đâu bí quơ chú xe ở không vui lòng đổ rác chùm ha sư đế kỳ thông an bí quơ chú xe ở ai từ đi hát kiểu sao tôi đã ôm nhà mình giờ xích xưa là cô hát xì gô nên chẳng gọi ít nên bạn cha nên cần nên sợ cho nhất gần à cho nhất gần sao mất kêu chút xẻo cho ăn ha cho ăn cơm tối đi ha à, cần nên sợ cho nhất gần à cho sao mất kêu chút xẻo chỉ mất nè không mất chờ mình là mất đây mình viết cho các bạn luôn mất đâu sao à, chờ à, chu xe dò chu xe dò hả rồi sao chắc kênh ai tên cái bé nhỏ thì in chích Chanika phải ngủ sớm đúng không cho nên cho ly gà cô hàm nhàn nếu mà cảm thấy gà ngủ gà bắt đầu buồn ngủ rồi đó thì cha mốt xin sao áo ngủ thì sao phải thay đúng không ít 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 giờ sơ ít ta ít giờ sơ ít giờ sơ y nè đọc là ít giờ ít giờ sơ sao in chích sao chơi qua chút xèo chơi qua là luôn ngủ đi ha chơi qua chút xèo không cứ đi gọi nè là chim mê mất kinh cúc tố không à cứ đơ chút xèo hâm nóng đó là cứ đơ chút xèo ha chip e tra ca si nên kỳ đề nên sẽ thắc kỳ vì e x nên ổ tự đình sẽ thắc sổ e ha mắc chơi chú xèo như sách câu ấy mắc chơi chú xèo cứ đâm sư cô hay ship show trên đường đi về nhà hay là trên có những cái áo mà trên cái máy máy giặt á vui lòng gửi cho cái nơi giặt đồ giùm tôi ha sẽ thật xôi ấy à, mắc chơi chú xèo chỉ mắc ta mắc chơi chú xèo chỉ mắc à, mặt trời chưa sale ok tiếp theo phần liên nói chúng ta sẽ nhìn vào cái đoạn trên đây và ta liên nói ở dưới thì tôi sẽ à, những từ gạch dưới này những từ quan trọng những từ màu tím nè ở tức kia hàm nhân cái kích hai cái chân số hành xuống sinh cà giò làm thế nào để có thể mình vệ sinh nhà cho sạch sẽ cho chân số rinh hết tổ
Kê cứ khai chi anh này ạ. Thì thật là quá đi nữa không. Dù là tôi lau nhà, vệ sinh nhà cửa hàng ngày nhưng mà không sạch. Chân sô đình nó tức kê hà nên đéo. Bạn đã vệ sinh nhà như thế nào? Chân sô đi lên, tôi li nên đéo. Rồi mở cái máy hút bụi và thuốc bụi. Cứ đất ni, cứ đất kê hà mẹ, hà nì cà, cứ đất cho. Cứ đất kê hà nì cà, cứ đất cho. Nếu bạn làm vậy thì nó như thế đấy. Cứ đâu mà tức kê hay già hai nền đéo hoặc là phải làm như thế nào chip bên ơn mình chỉ cả màn chăn này ồ thấy không ở nhà thì qua có thấy là bụi nhiều không đúng không nào không đúng chưa thì chữ chăn này dò đến đây chúng ta đã học rồi chăn này dò là chẳng phải là ở nhà mình thấy bụi nhiều mà đúng không đó là vậy cho nên cứ đơn cả mình chớ à, tại vì đầu tiên là chăn môn nên dớn cố mở cửa ra mình chia đình thơ sẽ ở phải làm sao cho bụi nó bay ra hết Kirigo chân sâu ghi đến tuần đi go nasa gần lê chín rinh cốc hà sẽ ở sau khi hút bụi xong mình phải dùng cái đồ dẻ lau cái nhà đi thì nó mới sạch được khi đức cái hai mình tên mình cùng nhau cùng má quay à, như thế là được hả cảm ơn nha thì đó là chính là một cái đoạn hội thoại mình được tạo từ trên đây xuống à các chị các bạn này bắt chước cô Min nè Na ơi băng bóp nè chingui cho anh này, lời khuyên của bạn bè như thế nào thì mình đưa vô đây là mình đây là áp dụng cho các bạn anh chị tôi chú ý cho các anh chị các bạn thấy nha chân sô ghi lên là tôi đi còn là na sơ nè cần lê chê đến cốc ha xe ở là mình đưa vô đây mất tiêu rồi chỉ có khác chỗ là gì ha xe ở thôi hoặc là khi đi go là mình thêm vào thì những chữ nó còn lại là mình thêm vào vô thì mình có thể tạo thành ra đoạn hội thoại để các anh chị các bạn có thể luyện đó ha hai cái đoạn này các anh chị các bạn có thể luyện ha tự luyện các anh chị các bạn ha rồi tiếp theo là Iyagi Hebushita ở đây mình có là đoạn hội thoại ở đây mình Iyagi Hebushita tôi sẽ đọc cái đoạn hội thoại này thôi ở đây mình là gì Yerobon ship anh ấy đến he bon trước kỳ isumi các bạn đã từng làm việc nhà đúng không Chungsoe Yerobon Yerobon hanen ship anh ấy đấy trong nhiều rừng Yagi he bo ship sợ à, là mình là nói về cái chủng loại mà mình làm việc công việc nhà dường như mình lau nhà quét nhà giặt đồ chuẩn bị nấu ăn xích xa chuẩn bị nè chuẩn bị nấu ăn nè yori nè sancha riki nè sancha riki nè mình dọn bàn lên sancha chari ta chari ta là dọn bàn lên chuẩn bị bàn đồ ăn đó yori nấu ăn thì đó những việc nhà mình liệt kê ra hết à lau nhà nè giặt giũ nè và nấu ăn ba việc chính ha các anh chị các bạn ở đây mình nên chip bây giờ chân sồn chà chú hé bạn có là thường xuyên lau dọn dẹp nhà cửa không ở money to wash chà chú hà gì à tôi giúp mẹ cho nên thường làm rất là nhiều cái đinh đe cứ kênh về mua đó nhưng mà cái đó là tại sao hỏi vậy Omani kesa metchin tông an giới hạn ngân kasa và kasa sợ à dù dâm chip an yên nè ca ha có tên mẹ tôi thì đi du lịch rồi trong vòng mấy ngày cho nên là tôi phải giờ này việc nhà là tôi phải làm kurin de pion soe an he wasa nhưng mà hàng ngày tôi không có làm ở tức kia hay à hành chi muru kiseo là làm như thế nào cho tôi không biết thức kỳ dốc xin để sao nem xe đô nà gô tớ đâu ưng cực cách thầy họ những phòng ăn thì làm sao nó có phát mùi lên và rất là dơ ship về dốc xin dòng xe chê đáng số tốc chê ít chí mình có chất giải 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 độc ở đúng không có lượng đó mình ở phòng thì mình xịt nó thôi ít dốc xin dòng xe chê đáng số tốc chế định ba tắc kè bù lý gồ à chúng ta hãy xịt nó trên cái sàn nhà mà có cái chất mà mình tẩy rửa đó mình xịt nó trên sàn nhà một cái lượng nhất định nào đó để mình xử lý ha xe kê tắc ta chùm nhà teo và mình phải lau cho nó sạch đi thì nó được nem xe ca sim ha kê nan tê nên xịt chỗ định Yong Hamian Te mình sử dụng cái giấm chua để xịt cho lên Yong Hamian Te mình thả bỏ xuống mình đã cho nó sạch dốc xe nên nem xe ga naki xion có xin cả phiong xô
Sawarin Hachiman, Hachiman Hachamacha. Sau khi tắm xong lại Chanmulo Chansorin Hanan Ke Chòa. Yoshim là chính là phòng, Yoshim chính là phòng tắm hả các anh chị các bạn. À, chân sô đình sau khi tắm xong là phải mở cửa sổ ra, chân mưu lô là chân sô đình hai nên kia chỗ A, và dùng chân mưu lô là dùng nước nước lạnh để vệ sinh đó thì là tốt nhất ha. Chân mình cứ đứt kê hai miền kê cứ khe sô hè chỗ, nếu mà làm gì thì rất là sạch đúng không. Cứ đơm ô đi chip tổ dốc sinh chân sô hành tè, sau khi vệ sinh cái phòng phòng tắm thì sao, cứ đứt kê hai nền đè chân mình kê cứ khe chỗ mà vào giờ tăng trang ổn định bút thờ hành bình he và giờ kết tạ hay bây giờ kết tạ tôi sẽ làm thử thế nào ha. Cứ mà vào giờ tăng trang ổn định bút thờ hành bình he bây giờ kết sợ à, thì tới đây là chúng ta đã kết thúc phần liền nói à. Các bạn anh chị thấy đón đón à, tôi xem tôi hướng dẫn phần liền nghe ở video tiếp theo. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video ạ. À.